Rồi để ở đề số mấy ta? Số 2. Đề số 2. Đây. Rồi, chắc chắn là trước khi mà mình làm á, mình sẽ đọc giùm thầy đó chính là những cái câu hỏi giùm thầy ha. Và nhớ câu hỏi nào mà bắt các bạn tìm tiêu đề hay ý chính. Câu đầu tiên thường là câu gọi là tiêu đề hoặc ý chính, thường câu đó các bạn sẽ như thế nào đây? Để cuối cùng rồi các bạn làm giùm thầy nha. Rồi, và lưu ý thứ hai nữa, trong quá trình mình đọc á, thì các bạn chỉ đọc giùm thầy câu đề thôi nha. Trong những câu hỏi đọc giùm thầy những câu đề và ghi nhớ thầy những cái gì. Các bạn ghi nhớ giùm thầy những cái gì chứ, trong quá trình mình làm những câu đề mình phải ghi nhớ những cái gì? Những cái từ khóa giùm thầy. Được chứ? Phải chắc chắn phải ghi nhớ những từ khóa giùm thầy ha. Đề đâu rồi trời. Đây. Đây lớp 12 mà. Hồi bữa là số 2. Này đúng không? Rồi, ok. Dạ. Ở đầu tiên câu số 1 là gì đấy các bạn? Best title. Title là gì mấy đứa? Tiêu đề. Tiêu đề nó cũng giống như ý chính thôi. Thường là câu đó chắc chắn là câu để làm cuối cùng giùm thầy. Rồi nhưng mà các bạn nhớ thầy, tiêu đề á thường nó sẽ nằm ở đoạn đầu tiên. Cái ý chính của nó thường thôi nha, nó sẽ nằm ở đoạn đầu tiên. Được chưa? Bởi vì gọi là các bạn viết văn các bạn biết rồi. Mở bài thì chắc là các bạn dùng để làm gì? Các bạn nêu ra cái vấn đề. Các bạn đưa ra cái chủ điểm. Được chưa? Cho nên cái tiêu đề hay chính thường thôi, nó sẽ nằm ở gọi là đoạn đầu. Được chưa? Hoặc là lâu lâu nó sẽ nằm ở đoạn cuối. Được chưa các bạn? Đó. Rồi, nhưng mà vẫn có trường hợp là các bạn phải đọc hết bài, các bạn phải hiểu ý của nó rồi các bạn mới chọn ra ý chính hoặc là tiêu đề. Cho nên câu tiêu đề thầy nghĩ là không phải là một câu đơn giản nữa là. Được chưa? Mà để làm được bài đọc chắc chắn là phải có nhiều từ vựng thì các bạn mới hiểu ý chính của nó. Ok ha, thì bài này vẫn ở mức từ vựng dễ và thầy đã dạy qua rồi. Được chưa? Rồi câu số 2, clashes. Từ này mà các bạn nào học thầy lâu thì chắc chắn là làm được luôn cho thầy. Đúng rồi đó, clashes là cái sự dữ vật. Cái sự xung đột, cái sự cãi vã. Được chưa? Thì A, B, C, D cái nào là sự xung đột, sự cãi vã. Nếu mà vô đề thi các bạn gặp câu này á, các bạn có thể làm bước nhanh luôn. Được chưa? Là các bạn chọn. Nhưng mà như vậy nó cũng vẫn khá là nguy hiểm nha. Thầy biết là có thể ví dụ cái từ clashes các bạn đã biết nghĩ sẵn rồi. Nhưng mà sau khi các bạn làm trước cái từ này thì các bạn phải coi lại cái từ đó ở trong cái đoạn văn lúc mà mình đọc kỹ rồi, thì các bạn coi thử cái nghĩa bình thường mình biết nghĩa từ này nó có khớp với cái tình huống trong câu đề hay không. Mấy đứa hiểu tao nói không? Đó, bởi vì một từ nó có thể có nhiều nghĩa. Được chưa các bạn? Đó, nhưng mà đại đa số theo kinh nghiệm xưa giờ thầy làm á, nếu mà thầy đọc trước câu đề mà thầy thấy câu này thì thầy sẵn thầy làm luôn. Được chưa các bạn? Nhưng mà thầy cũng rất cẩn thận, thầy cũng coi lại coi thử cái từ này với nghĩa là này thì nó có khớp với cái tình huống hay không. Thì mình cảm thấy khớp rồi thì mình chắc thì mình chọn. Được chưa các bạn? Thì đối với trường hợp này mình cứ làm thử trước thì clashes chắc chắn chọn thầy câu gì các bạn? Câu C, argument chắc chắn rồi. Nhớ thầy đọc là gì? Argument các bạn ha, là cái sự cãi vã. Rồi, câu số 3. Theo đoạn số 1 according to, theo paragraph 1, theo đoạn số 1 chắc chắn tìm thông tin đoạn số 1. Rồi, chắc chắn là nhớ thầy ghi chú từ cái gì đó các bạn? The TV. TV thì nó như nào đây? Các bạn có nhìn đáp, các bạn có còn đọc đáp án ABCD không? Không. Khi nào các bạn mới đọc đáp án ABCD? Khi nào các bạn đọc ABCD? Khi mà các bạn gọi là sau khi các bạn đọc các bạn nhớ từ khóa TV đúng không? Thì bạn nhảy vô đọc đoạn 1 thì các bạn tìm chỗ nào TV? Khúc này là TV trong đoạn 1 thì sau đó các bạn mới quay trở lại đọc câu hỏi ABCD như thế nào. Được chưa? Làm như vậy nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Rồi câu số 4. Them. Đoạn số 2 refer to thầy nói rất nhiều lần rồi các bạn, refer to là gì? Trời ơi. Đó, quên nữa rồi. Refer to. Nhưng mà giả bộ như thầy các bạn không nhớ nghĩa chứ refer to. Cái này phải là không nhớ nghĩa chứ phải không biết nghĩa nha. Bởi vì chắc chắn thầy đã dạy các bạn cụm refer to rồi. Được chưa? Nhưng mà giả bộ như các bạn quên cái nghĩa của refer to là gì đi, thì các bạn hiểu cái câu này nó đang bắt các bạn làm gì đây? Tìm cái chữ them nó như nào? Là sao? Thì dàn câu hỏi này là gì? Lớp 10 các bạn cũng làm rồi mà đúng không? Lớp 9 cũng có làm rồi đúng không? Thì cái này là gì các bạn? Chữ them này nó như nào đấy? Nó đang ám chỉ về cái đối tượng nào đấy? Thì để chọn được câu này á thì các bạn phải coi cái danh từ phía trước. Coi câu phía trước, đừng coi câu phía sau nha. Coi giùm thầy cái câu phía trước. Hoặc là cái những chữ từ phía trước cái từ tên.
cái phần cái câu này là câu vẫn có thể gọi là ăn điểm của các bạn. Nhưng mà mình phải chắc chắn một cái, chắc chắn là cái danh từ mình đang còn chọn phải là danh từ số nhiều, đúng không? Đó đó, bởi vì sao là số nhiều rồi. Ok, phải nhắc lại chữ refer to là gì? À, ám chỉ đến, nói đến, đề cập đến. Hồi bữa thầy dạy các bạn đó chính là generation gap refers to, đúng không? Cái sự khoảng cách thế hệ là nó liên quan đến, nó ám chỉ đến cái sự khác biệt về gì đó, được chứ? Đó, học rồi nha, đề thi mà ra một cái là mà không nhớ một cái rất là ù. Rồi câu số 5 là thầy negative, và từ nó quá là dễ rồi các bạn. Negative là gì? Tiêu cực. Thì cái nào là tiêu cực không các bạn? ABCD chắc chắn là có đề hoặc phụ có hại, có khó lắm không? Quá là dễ luôn. Rồi câu 6 đó chính là gì? Đoạn nào dưới đây nó không có đúng? Thì chắc là để làm được câu này đó các bạn, thì nó sẽ có các bạn, nếu mà các bạn có một làm nhiều, các bạn có khả năng, các bạn gọi là vốn từ các bạn tốt á, thì các bạn có thể có một cái bước nữa, đó chính là câu hỏi câu này là gì? Tìm cái đoạn nào mà nó không đúng. Thì chắc là trong bốn câu này nó sẽ có ba câu. Tìm câu nào không, tìm câu nào không đúng mà chắc chắn thì ba trong bốn câu này thì chắc chắn phải có ba câu gì có đúng hay không sai. Ba câu đúng thì có một câu sai. Cho nên là các bạn cứ giải bộ câu A đi, các bạn đọc, các bạn thấy nó đúng. Nhưng mà có phải các bạn đọc xong các bạn nghĩ là nó đúng đâu, các bạn nghĩ cho nó đúng không? Không. Nếu các bạn thấy nó đúng thì phải như nào? Phải như nào? Kiểm tra ở trong bài đọc. Các bạn phải chứng minh nó đúng chứ. Các bạn phải chỉ ra cho nó khớp cho thầy. Rồi. Còn nếu mà sai á thì các bạn phải chỉ ra nó sai chỗ nào nữa, chứ không phải là các bạn lấy cái kinh nghiệm của mình ra à nó sai thì nó sai. Hoặc là các bạn theo cảm tính là nó sai là không được. Nó làm cái gì nó phải có bằng chứng rồi cho thầy. Được chưa? Và một cái mẹo của thầy đó chính là gì? Nếu mà một câu mà nó đúng á, thường là nếu mà các bạn so cái câu này, ví dụ một câu A là câu đúng đi, nếu mà các bạn so câu này ở trong cái bài đọc á, ví dụ trong quá trình các bạn đọc bạn thấy a cái câu này là nó đúng, a nó khớp với câu này, thường người ta có gọi là bơ nguyên câu ở trong đề rồi xuống này không? Người ta sử dụng như vậy, người ta sử dụng từ đồng nghĩa thôi. Cho nên nếu mà bạn thấy một câu ở trong đề mà nó gọi là nó toàn sử dụng từ đồng nghĩa với câu hỏi thì nhiều khả năng câu đó là câu đúng. Các bạn hiểu ý thầy nói gì không? Đó, thường kinh nghiệm của thầy là như vậy. Ok mày đó ha. Rồi, và câu cuối cùng đó chính là gì các bạn? Câu cuối cùng là cái dạng này các bạn cũng phải làm quen. Đó chính là một câu để các bạn suy luận. Nhớ thầy chỉ infer, đó chính là suy luận. Dòng nào mà các bạn có thể suy luận được. Suy luận câu này là câu khó nhất các bạn ha. Suy luận. Câu này là câu dùng để suy luận nha mấy đứa, mới hiểu chữ suy luận không? Người ta trong một thông tin, rồi các bạn phải suy luận ra cho thầy. Rồi, bây giờ bắt đầu vô làm. Đoạn số 1 có câu này để xử lý đoạn số 1 không? Có, đó chính là câu số 3. Câu số 2 để làm chưa? Rồi, nhưng mà mình vẫn chưa chắc chắn nhanh cái đề đó thầy. Rồi, vô thầy. It is often held that technology in general. Đó, chưa gì là từ vận tùm lum tùm la heo lạ gì. Nhưng mà ít nhất phải biết technology chứ, đúng không ạ? Là gì mấy đó? Công nghệ, nó thường được giữ rằng công nghệ không? Nó thường được cho rằng công nghệ in general là gì mấy đứa? Rồi giải bộ bây giờ thầy vẫn sửa cho bạn trên tinh thần chưa biết từ vựng đúng không? Rồi công nghệ gì đó? Does little to have family relationships là gì các bạn? Công nghệ nó does little là gì? Nó làm ít là như nào? Là nó làm ít giúp đàn xóm. Nó giúp rất là ít rồi. Các bạn có thấy chữ little các bạn gì là không giùm thầy đi. Được chưa? Công nghệ nó không có giúp mối quan hệ trong gia đình. Rồi, S thì S này là gì? Bởi vì hay khí. Các bạn coi vế sau nè. Có mệnh đề rồi đúng không? Có chủ ngữ, có to be nè. Thì mệnh đề thì, nếu mà mệnh đề thì mình sẽ dùng là khi hoặc bởi vì. Thì các bạn dịch là khi hay bởi vì? Cái này phải là bởi vì. Được chứ các bạn? Thì dịch lại nha. Công nghệ nó không giúp ích gì cho mối quan hệ gia đình. Bởi vì những thành viên trong gia đình thì như mấy đứa. Những thành viên trong gia đình thì họ như nào đây? Interested in their smartphones and TV than they are in each other. Thì những thành viên trong gia đình họ như nào? Interested in là cái từ quá là dễ rồi, các bạn mới lớp 11 phải biết chứ. Họ kiểu như thú vị, tự nhiên họ thú vị là sao? Họ thích thú với gọi là cái smartphone hoặc là TV hơn là hai người kiểu như những thành viên kiểu như là chơi chung lẫn nhau. Được chưa? Đó, cho nên bây giờ là thời đại gọi là 4.0 rồi. Đi đâu cũng gặp công nghệ hết. Được chưa? Cho nên là giữa cái việc mà mấy đứa tâm sự với bố mẹ của mấy đứa, trò chuyện với bố mẹ mấy đứa, hay là có những khoảng thời gian cùng với gia đình,
nói chuyện này nọ, kiểu kể chuyện kiểu, thì rõ ràng cái việc đó nó còn xuất hiện nhiều không? À, thay vào đó là ai cũng dán mắt vào cái điện thoại, đúng không? Đó là như vậy. Thì các bạn hiểu ý nghĩa câu này chưa? Thì công nghệ, câu đề người ta nói là gì? Nó không giúp ích gì. Đó, rồi tiếp tục. Before smartphones, nãy giờ có chỗ nào tivi chưa? Có chưa? Có nè, có cái tivi nè, nhưng mà nó có quá là nhiều ý chưa? À chưa. Rồi tiếp tục. Before smartphones, trước điện thoại thông minh, thì tivi nó đã cái gì đó là nhất cho những cái breakdowns trong cái sự giao tiếp giữa bố mẹ và con cái. Rồi bây giờ chữ blame là giờ không biết nghĩa nè. Rồi bây giờ thầy có đó chính là gì? Cái gì nhất đây cho cái breakdowns? Breakdown thì bạn dự đoán nó là một cái gì? Trước smartphone điện thoại thông minh thì tivi nó cái gì đó cho cái sự gì đó trong cái sự giao tiếp giữa bố mẹ và con cái. Break là cái sự phá vỡ, đúng không? Thì breakdown là hiểu nó là gì các bạn? Cái sự gì đó giữa cái sự gì đó gọi là giao tiếp. Cái sự phá vỡ là gì các bạn? Cái sự phá vỡ trong cái sự giao tiếp giữa con cái và bố mẹ. Có thể mình hiểu nôm na là gì? Các bạn chỉ còn hiểu nôm na, tôi không nhất thiết các bạn phải dịch sát cái từ breakdown. Có thể dịch là kiểu như là gì các bạn? TV nó cái gì đó nhất cho cái việc là tác nhân. Tác nhân như nào các bạn? Tác nhân làm thiếu đi cái sự giao tiếp giữa bố mẹ và con cái. Nó có thể là một cái nguyên nhân kiểu như là chia cắt đi cái sự mối quan hệ hay là cái sự giao tiếp giữa bố mẹ và con cái. Được chứ các bạn? Đó thì nhớ thầy breakdown nó kiểu như là hư hỏng nè, đúng không các bạn? Rồi sau đó chính là cái sự phá hoại nè. Được chưa? Đó. Ví dụ như là xe của bạn đang đi tự nhiên nó breakdown cái thì đang chết máy. Tùy tùy trường hợp mà các bạn chỉ cho nó phù hợp. Được chưa? Đó. Thì hiểu lúc nào thôi, đó chính là TV nó gây ảnh hưởng tới cái sự giao tiếp giữa bố mẹ con cái. Thì cái này, cái khúc này thì chắc chắn các bạn không biết chữ blame nè. Có ai biết chữ nghĩa blame không? Ở Hồng tính sau nha. Nhưng mà chữ breakdown không phải tự gì, các bạn phải tự gì? Tự suy đoán, sự dự đoán nghĩa. Thì khúc này TV chưa? Đoạn số 1 còn chỗ nào TV nữa không? Thì cô đọc hết chuyện này ha. It was argued that là gì? Người ta argue là người ta gì đây? Đã tranh cãi rằng, cái này ở trong quá khứ nha. Người ta tranh cãi rằng the boss, cái hộp. Cái hộp là cái gì? Cái hộp là cái TV á. Bởi vì the boss nó cũng là cái từ lóng của cái từ TV. Được chưa mấy đứa? Đó. TV tiếng Việt mình có một cái từ, đó chính là từ gì ta? Tiếng Việt mình có từ một cái từ gọi là phổ qua tiếng Việt á. Thầy tự nhiên thầy quên mất tiêu rồi, mà từ nghe nó sến lắm. Hồi xưa mới dùng. Cái gì ta? Bây giờ không ai xả hết trơn á. Hồi xưa, năm ngoái thầy dạy cái bài này thầy nhớ mà tự nhiên thầy quên mất tiêu rồi. Cái TV gọi là tiếng Việt mình nhận gọi là gì? TV là cái từ, nếu mà dùng tiếng Việt nó là từ mượn nha. Còn tiếng Việt mình phổ ra thì phải nó mang nghĩa khác rồi, thầy quên rồi. Cái gì vô tuyến? Cái gì vô tuyến ta? Máy vô tuyến hả? À, maybe là như vậy. Thì nghe gì chẳng ai dùng sử dụng máy vô tuyến, đúng không? Đó. Đó. Thì đối với thời mà chữ the boss nó cũng tương tự như là gì? TV. Bởi vì hồi xưa TV nó như mấy đứa. Hồi xưa TV nó như nào? Thời mấy đứa là chắc cũng chưa có đâu. Hoặc là có rồi á mà mấy đứa không nhớ. Là hồi xưa nhà thầy TV nó như nào? Nó như một cái thùng gì đó, như cái loa kẹo kéo vậy đó. Như một cái thùng thì nè, the boss nè, các bạn tưởng được chứ, giờ TV nó mỏng mét hả? Được chưa các bạn? Đó, nhiều khi cái màn hình nó cũng mỏng hơn cái này của thầy nữa. Ok, thì gọi là người ta tranh cãi rằng là cái TV nó đã stop them. Nó đã gì đây? Dừng cho họ. Cái này từ from nha, mấy đứa chữ from nha, chữ from nha, chữ from. Thì TV nó đã gì đây các bạn? Nó đã dừng họ từ là sao? Các bạn hiểu nó này, các bạn chỉ tập hiểu nó ra thầy có. Hả? Làm cho họ dừng là sao? Thì hiểu nó đây là gì? TV để khiến cho họ không còn nói chuyện với nhau nữa là đường lối. Không còn phải dịch là phải có chữ dừng ở trong. Hiểu không? Thì hiểu nó đây là gì? TV để khiến cho họ, của họ là bố mẹ và con cái. Để khiến cho gọi là bố mẹ và con cái gọi là không còn nói chuyện với nhau. Hồi xưa TV còn giờ là gì? Smartphones. Đúng rồi đó. Rồi tiếp tục gì nữa? And clashes và gọi là mâu thuẫn giữa những thành viên trong gia đình. Over, những cái mâu thuẫn về, chứ over thì gì là về các bạn ha. Những cái mâu thuẫn giữa những thành viên trong gia đình về cái chương trình nào để xem á, thì nó đã tạo ra những cái gì các bạn? Created, nó đã tạo ra những cái gì đó các bạn? Các bạn dự đoán thì đi, nó đã tạo ra những gì?
nó vẫn có thể chắc chắn giả bộ đề thi nó không gạch chân chữ classes mà nó gạch chân chữ barrier bắt các bạn từ từ nghĩ, thì chắc chắn bạn dự đoán nó là nghĩ tích cực hay tiêu cực. Tiêu cực rồi. Thì cái việc kiểu như là bố Giang, những thành viên trong gia đình tranh cãi với nhau về việc ví dụ bố muốn xem TV, nhà có cái TV, bố muốn xem TV, mẹ muốn xem thời gian, con muốn xem hoạt hình, thì rõ ràng là cứ giành qua giành lại thì tạo ra những cái tranh cãi, cho nên thành ra nó tạo ra những cái bạn có thể dự đoán vẫn là những cái tranh cãi thì chắc chắn là vẫn là từ tiêu cực. Nhưng mà chữ barrier này không chỉ là tranh cãi các bạn ha, thì barrier kiểu như là cái rào cản, được chưa? Và nó cause gì các bạn, và nó đã gây ra cái sự phẫn nộ, phẫn uất, được chưa? Đó, còn sự ghét bỏ, sự thù hằn, được chưa? Đó, gây ra sự khó chịu, là tức giận, được chưa? Nhớ thầy từ này nha. Đề thi nếu mà may mắn nha mà nó ra cái bài này thì nó sẽ không ra y chang những câu hỏi thôi, được chưa? Mà nó sẽ ra gặp chung những từ khác, thì phải phân tích thầy. Nhắc lại chữ barriers là gì các bạn? Rào cản, resentment, cái sự tức giận, cái sự khó chịu, được chưa các bạn? Đó. Rồi thì khúc này, hai cái câu này, hai đoạn này đã nói TV chưa? Thì tóm lại thầy, cái TV nó như thế nào? TV nó như thế nào các bạn? TV nó đã quan trọng là gì? Nó khiến cho cái gì của những thành viên trong gia đình bị mất đi? Cái sự giao tiếp. Ra chưa? Đó. Rồi, thầy rõ ràng thầy dịch đó các bạn quá nhiều từ vựng đó, đúng không? Nhưng mà các bạn phải biết dự đoán như thế. Rồi câu số 3 các bạn chọn cái gì? Câu 3. Khiến cho gì các bạn? Khiến cho mát là khiến cho những thành viên trong gia đình trở nên thích thú lẫn nhau, có không? À không. Câu B, nó thường được, bởi vì bây giờ hiện tại thầy dạy các bạn trên tinh thần là nó tiết kiệm thời gian chút xíu, cho nên nếu đúng mà câu A thì các bạn phải tìm như này, cái chỗ nào mà nó đúng hoặc là sai. Câu A chắc chắn nó sai đúng không ạ? Sai chỗ nào? Bởi vì chỗ nào kiểu như là những thành viên gia đình có thích lẫn nhau không? Không. Những thành viên gia đình cụ thể là thích cái gì? Thích TV hoặc là thích smartphone khúc này, các bạn phải chỉ ra cho thầy, hiểu được chưa? Rồi, nhưng mà bây giờ mình dạy tiết kiệm thời gian cho nên thầy không hướng dẫn quá là kỹ. Rồi câu B, nó thường được tin rằng là nó gì các bạn? Nó greatly helpful, nó gì các bạn? Nó cực kỳ hữu ích trong cái việc gì đó. Thành viên trong dịch bond là bữa học rồi đúng không? Bond là gì? Chưa lớp 10 mới học. Bond là gì các bạn? Cái sự gắn kết gia đình. Thì nó cực kỳ có ích cho gọi là cái sự gắn kết gia đình, thì đúng hay sai? Chắc chắn là sai rồi. Rồi, chắc chắn là sai, nãy giờ phân tích kỹ rồi thì thầy không còn chỉ ra nữa. Nãy giờ giải thích kỹ rồi ha. Rồi câu C, nó encourage là nó gì các bạn? Phải biết từ encourage chứ. Nó khuyến khích nhiều cái sự giao tiếp giữa những thành viên trong gia đình. Chứ among là giữa hoặc trong số các bạn ha. Các bạn thấy chữ among chưa? Among là giữa hoặc trong số. Encourage là từ cơ bản, nó khuyến khích gọi là cái sự giao tiếp giữa những thành viên trong gia đình. Chắc chắn là cũng gì các bạn? Sai. Rồi câu D, chắc chắn là rồi. Có gì các bạn? Nó prevent. Prevent là tụi cũng phải biết prevent là gì. Nó ngăn chặn, nó đồng nghĩa từ gì? Ngăn chặn. Chữ stop nè. Được chứ? Đó. Kiểu như là nó khiến cho bố mẹ không còn conversing, nó là các bạn biết từ conversation đúng không? Conversation là gì? Cái đoạn gì? Đoạn hội thoại, đoạn nói chuyện. Đấy, conversation. Không biết từ này luôn hả? Đây là danh từ, là cái đoạn hội thoại, cái đoạn nói chuyện. Thì conversation nó là danh từ của động từ converse. Gì converse? Động từ bạn nghĩ là gì? Nói chuyện thì rõ ràng nè. Thì kiểu như là TV nói cái gì đó là ngăn bố mẹ không còn gọi là giao tiếp với con cái nữa, đúng không? Chỗ nào chỉ ra? Chỗ nào đúng không ạ? Chỗ nào chỉ ra này, chỉ hết rồi, có trong đề chỉ ra thấy the bot nè, stop này, các bạn thấy rõ ràng nó sẽ như nào, tìm từ đồng nghĩa này chưa? The bot nó tương đương với the TV. Stop tương đương với từ gì? Prevent. Rồi talking tương đương với từ gì? Conversing, các bạn thấy rõ ràng chưa? Nó sẽ toàn sử dụng từ đồng nghĩa thôi. Ok các bạn ha. Đó thì câu này chỉ có thể chọn thầy câu D. Chữ claim là gì các bạn? Chữ claim là nó cho rằng, nó được cho rằng. Thấy chữ claim chưa? Cho rằng. Thì chữ claim nó sẽ đồng nghĩa từ gì? Là argue nè, tranh cãi nè. Được chưa? Rồi, bây giờ hỏi sương sương thôi. Hồi nãy thầy nói các bạn tiêu đề ý chính á, thường nó sẽ nằm ở đoạn đầu. Thì các bạn nghĩ cái bài này nó sẽ nói về vấn đề gì? Đừng coi đáp án ABCD câu số 1 nha. Nói về vấn đề gì? Nó sẽ có 3 cái vấn đề nổi bật. Con cái, cái sự gì của con cái và bố mẹ. Giao tiếp không phải của con cái nữa mà kiểu như những thành viên trong gia đình với bố mẹ. Cái sự giao tiếp đúng không? Giữa hai người này về cái việc gì, và cái gì nó xen vào? Và TV nữa, cái gì nói chung? Công nghệ nói chung.
thì mình có hiểu đêm nay như vậy. Thì chỉ còn các bạn đọc đoạn đầu thì các bạn có thể chọn được chưa? Vẫn chưa, nhưng mà mình dự đoán, mình coi thử mình chọn được chưa nha. A, B, C, D các bạn chọn cái gì? Câu B, coi thử nha. How công nghệ nó đã, affect, nó đã ảnh hưởng mối quan hệ gia đình như thế nào? Ổn không? Ổn, nhưng mà mình vẫn chưa chọn được. Ok các bạn ha. Rồi, tiếp tục thầy câu số 4 là đoạn số 2 đúng không? However, các bạn thấy là nãy giờ cái đoạn đầu tiên này tức là tiêu cực. Tiêu cực đúng không? Kiểu như TV, kiểu như gây rất nhiều tranh cãi trong gia đình. Tuy nhiên, thì nó đang vế sau các bạn nghĩ là người ta sẽ như thế nào đối với cái trường hợp công nghệ? Người ta sẽ nghĩ gọi là nó tích cực đối với công nghệ trong gia đình. Đúng không bạn? Ví dụ bây giờ thời đại 4.0 rồi, thay vì kiểu như là kể chuyện với nhau thì gia đình có thể là gọi là tụ họp lại, mình sử dụng những cái thiết bị để mình trao đổi, rồi mình nói chuyện, mình gọi là trao đổi với con bộ phim chung đi. Rồi chứ thì có thể trao đổi với nhau, cũng gắn kết cái sự tình cảm gia đình. Rồi nhắc lại cái sự gắn kết là từ gì các bạn? Từ bond nè. Nó đồng nghĩa từ connection á. Ok. Rồi, tuy nhiên TV programs can be both informative and entertaining. Là những cái chương trình TV nó có thể gì đó các bạn? Both, nó vừa cái gì đó, nó vừa gì đây? Nó vừa đầy đủ thông tin, nó cho chúng ta nhiều thông tin nè. Và nó còn gì nữa? Giải trí. Rồi chưa? Rồi, they often, they là cái gì trời? Họ là cái gì? Dịch họ hả? Nhưng mà phải đọc tiếp đi. Cái gì đó thường provide, cung cấp những cái topics, những cái chủ đề cho thành viên trong gia đình để discuss, để thảo luận. Bringing them to closer together. Bringing them là gì? Mang cho họ như nào các bạn? Gần lại với nhau. Rather than, hơn là, hoặc là thay vì là kiểu như drive them apart. Apart là tách ra. Thay vì kiểu như là khiến cho họ tách ra, khiến cho họ kiểu như là không còn liên kết nữa. Được chưa? Đó, thì đây là một ý kiến khác. Là TV, những chương trình TV nó có thể giúp cho cái sự gắn kết gia đình. Được chưa mày đó? Rồi, thì câu này các bạn nghĩ chữ tay đầu tiên, cái này đang nói về gì đây? Chữ tay này là gì? TV. Là TV hay không được? TV programs là những chương trình TV nha. Được chưa? Nhớ để thì nó may mắn ra bài này á. Thì người ta gạch trên chữ tay này, bắt bạn tìm nó là gì đó. Thì tay này đang là TV programs đó. Ok, rồi. Rồi gì nữa, mang cho họ còn lại với nhau, mang cho họ, mang cho ai thì thầy nói với bạn rồi. Nếu mà các bạn thấy cái từ, một cái gọi là tân ngữ như thế này á, thì các bạn phải coi những danh từ phía trước. Danh từ phía trước thầy có gì đây? Thầy chỉ có đó chính là, một là topics nè, hai là những thành viên trong gia đình nè, ba là TV program là hết rồi. Thì cái này chắc chắn là cái mang cho họ còn lại, sát lại với nhau chắc chắn là gì rồi? Họ là ai? Thành viên trong gia đình thì chốt thật có gì? Câu A, family members. Có khó đâu. Rồi, thay vì, nhớ thầy rather than là gì? Thay vì hoặc hơn là, thì kiểu than là hơn đó. Được chứ? Rather than, hơn là kiểu như là drive apart thì các bạn nhớ apart là gì các bạn? Tách ra. Được chứ? Vậy driving apart thay vì kiểu như là khiến cho những thành viên trong gia đình kiểu như tách điện ra. Ok, tiếp tục. What is more là gì? Hơn nữa. Gọi là 21st century families, những gia đình thế kỷ thứ 21. Không có cần phải xem chương trình gì các bạn, xem là gì? Watch là xem, còn chứ xem này là gì các bạn? Những cái gọi là thành viên trong gia đình thế kỷ 21 cũng không còn gì. Xem gì? Hiểu lúc nay là gì các bạn? Xem gì chương trình? Chỉ xem mà dùng biết nghĩ chứ xem luôn hả? Giống thì hiểu lúc nay là gì các bạn? Là những thành viên trong gia đình thế kỷ 21 cũng không còn phải xem cùng một chương trình. Được chứ? At the same time. Cùng một lúc. Được chứ các bạn? Lý do tại sao? Người ta giải thích. The fact that, bởi vì nó có một thực tế đó chính là gì các bạn? Là mọi người có thể xem what they want. Thực tế là gì? Mọi người có thể xem bất kỳ cái gì họ muốn. Thì cái việc này nó đã gì các bạn? Nó results in more time. Nó đã gây ra đúng không? Thầy gì results in chứ? Nó đã gây ra họ, nó dẫn đến gì các bạn? More time. Nó dẫn đến nhiều thời gian cho gia đình để gì các bạn? Để quay quần cùng nhau. Đợi chưa thầy đọc lại các bạn ha. Nó có một thực tế đó chính là gì? Cái thực tế hoặc là cái việc mà mọi người có thể xem bất kỳ cái thứ gì mà họ muốn, thì nó sẽ dẫn đến cái việc đó chính là nó sẽ có nhiều thời gian cho gia đình để quay quần cùng nhau. Được chưa? Đó. Cho nên là thời đại này nó đã khác rồi. Nó không như xưa nữa. Ok các bạn ha. Rồi thì có câu nào nó xử lý đoạn số 2 nữa không? Vẫn chưa. Thì cứ đọc hết dùm này nha. Rồi tiếp theo. Hồi nãy là TV đúng không? Bây giờ nó sẽ là the smartphone. Gọi là TV nó đã take over from gọi là smartphone đã take over from the TV. Các bạn dự đoán về thời đại ngày nay giờ có ai coi TV nữa không? Ở nhà mấy đứa giờ nhà thầy cũng có cái TV, chẳng bao giờ thầy chỉ dùng để dạy thôi, chứ chẳng bao giờ thầy coi cái chương trình hết trơn.
thật sự lâu lâu chắc năm được hai đôi làm ba thầy mở lên coi tivi thôi chứ chẳng bao giờ xài để coi chương trình hết, bởi vì rõ ràng giờ còn cái gì chỉ còn cái gì các bạn, còn cái smartphone là sao thì rõ ràng các bạn dự đoán đi, thì smartphone nó đã như thế nào so với tivi, nó có thể thay thế đúng không, nhưng cụ thể nó không phải thay thế nữa, thay thế còn chưa đúng, giờ người ta vẫn còn dùng tivi mà sao gọi là thay thế, nhưng mà các bạn dự đoán nghĩ với bạn vẫn ổn thì nó đã gì các bạn, tách biệt. Thầy hiểu, thầy nghĩ là các bạn hiểu nhưng mà các bạn không chưa ra cái gọi là cái từ trong cái việc là gì, nó chiếm ưu thế hơn là tivi, được chưa các bạn? Đó, chỉ takeover nghĩa đầu tiên là đảm nhận, chỉ takeover các bạn. Nếu mà ví dụ như là lớp trưởng ngày hôm nay nghỉ đi thì rõ ràng ai sẽ là người takeover, lớp phó, nhưng mà trong trường hợp này lớp phó sẽ cái takeover tiếng Việt gì là gì, đảm nhận, được chưa các bạn? Đó, thì trong trường hợp này không dịch là cái này là tivi với lại smartphone sẽ gì là đảm nhận, thì cái này thì dịch là gì các bạn, nó chiếm ưu thế nè, được chưa? Nghĩa thứ hai nó sẽ mang nghĩa khác, đó chính là nó sẽ gọi là gọi là smartphone về cái vấn đề giải trí bây giờ đó, nó đã thống trị rồi, mình có thể dịch thống trị cũng được, được chưa? Đó, nếu mà các bạn dịch thay thế thì vẫn ổn nha các bạn, đã thay thế được chưa, hoặc là dịch từ hay hơn, tại cảm thấy cái từ này hay hơn, xoáng ngôi hay hơn đó, đó cho nên trong trường hợp này tại vì là xoáng ngôi nó sẽ hay hơn rất là nhiều, được chưa? Đó, thì dịch là gì các bạn, thì gọi là điện thoại thông minh nó đã xoáng ngôi tivi as the major reason là gì các bạn, không phải bởi vì nữa các bạn, coi vế sau nó phải mệnh đề không, nó đâu có động từ gì đâu mà mệnh đề, cho nên cái này nếu mà không phải mệnh đề nó là danh từ thì gì là như là, khi làm vẫn là mệnh đề các bạn á, cái này là thì tivi nó đã xóa ngôi smartphone đã xóa ngôi tivi là cái gì các bạn, là cái reason, cái nguyên nhân, cái lý do major, cái nguyên nhân chính, trời ơi, cho những cái lý nó được xóa, nó đã xóa ngôi tivi như là một cái lý do chính. Là bình thường là các bạn coi hồi xưa á, người ta nói là hồi xưa tivi nó là cái nguyên nhân khiến cho gia đình bị thiếu đi sự gọi là giao tiếp, còn ngày nay đó chính là gì các bạn, smartphone, thì rõ ràng nó xoáng ngôi cái vị trí đó, chính là khiến cho gì các bạn, nguyên nhân chính dẫn đến cái sự gì đây, sự thiếu giao tiếp giữa những thành viên trong gia đình, được chưa? Đó, hồi xưa tivi, giờ là smartphone, mà còn giờ là còn nặng hơn hồi xưa đó, ok ha. Rồi tiếp tục, parents như nào đây, bố mẹ thường không có see why, thường không có thấy, thường không có nhìn, tại sao? Thầy bữa nay thầy nói chữ see chứ, chữ see có phải lúc nào cũng gì là nhìn không hay gặp không, không có gì là gì nữa, thầy nói các bạn hiểu được chưa? Bố mẹ nhiều khi cũng không hiểu lý do tại sao mà con cái dành quá là nhiều thời gian trên mạng và fail to see, chữ fail to được gì là thất bại nhá, thầy dịch nhanh gọn là không, được chưa? Nhớ thầy, fail mà sau đó có to gì là không nha thầy. Họ không hiểu tại sao con cái dành thời gian vào điện thoại nhiều như vậy, cũng như là họ không có see, họ cũng không gì các bạn, không có hiểu cái tầm quan trọng của cái việc phải có một cái online identity. Đó, bắt đầu nó khó từ phần này. Identity là gì các bạn? Rồi, học thầy identity đó chính là cái tính cách hoặc là cái bản sắc. Cái này nó hơi vĩ mô, những cái khái niệm này hơi vĩ mô đối với các bạn. Kiểu như là mỗi người ở trên mạng xã hội đều tạo cho mình một cái identity riêng, một cái cá tính cũng như là một cái bản sắc riêng. Ví dụ thầy ở trên mạng, các bạn có Facebook thầy rồi. Giờ đứa nào chưa kết bạn Facebook thầy không? Có ai chưa có kết bạn Facebook thầy không? Tao vô Minh Anh vô vẫn chưa luôn hả? Chứ em làm sao em biết được thầy? Tao vô. Ok, ví dụ các bạn đã biết thầy Facebook của thầy rồi, thầy đã tạo cái identity thầy là như thế nào? Là mùi giáo như thế nào của bạn? Hiền từ đó, hiền từ dữ chưa? Rất là năng động, đúng không? Rất là vui vẻ, rất là hóm hỉnh. Được chưa? Thì đó là cái online identity của thầy, đó chính là cái bản sắc online của thầy. Ở ngoài thầy cũng như vậy, cộng thêm một chút dữ dằn chút xíu, đúng không bạn? Chút xíu chứ mấy, đâu phải lúc nào cũng vậy, đúng không? Lắc đầu là sao trời? Đó, thì các bạn hiểu như thế gọi là online identity chưa? Đó chính là bản sắc trực tuyến, cái gọi là cá tính ở trên mạng, được chưa? Đó, nhưng mà thầy thấy dạo, hoặc là mấy năm nay thầy dạy học sinh ở đây nè, hoặc là ở trong Sài Gòn cũng vậy, có học sinh cũng độ tụi mấy đứa nó khác lắm, nó khác so với thời thầy lắm. Hồi xưa thầy kiểu như là có gì thầy đăng trên mạng hết trơn á, hình ảnh hay status gì cũng đăng hết, nhưng mà giờ thầy thấy vô
trang cá nhân của mấy đứa, hình như tụi bay có cái trào lưu đó chứ là không đăng gì hết trơn, không share xong là xóa, rồi hình là cũng toàn là hình ở trên mạng hoặc là hình gì đâu không mà, đúng không thầy? Thầy cảm thấy là như vậy đó, nó là sự khác biệt. Thầy không hiểu lý do tại sao, cho nên là cái online trendy thời đại của mấy đứa bây giờ nó khác hồi thầy là số nổi lắm, được chưa? Đó thì các bạn này hiểu như là gọi là online trendy chưa? Thì bố mẹ đầu tiên không hiểu gì, các bạn không hiểu tại sao con cái dành nhiều thời gian trên mạng. Và cái thứ hai là bố mẹ cũng không hiểu là gì, các bạn không hiểu cái tầm quan trọng của việc có một cái bản sắc trực tuyến. Kiểu như là con cái dành nhiều thời gian trên mạng để tự tạo cho mình một cái bản sắc trực tuyến ở trên mạng, được chưa? Đó, cho nên các bạn thấy là có rất nhiều hot girl, đúng không các bạn? Hiện tại trường mấy đứa có nhiều hot girl không? Chứ hồi xưa thầy nhiều lắm, hồi xưa là rất là nổi cái vụ mà hot girl, hot boy. Rồi sau đó là biết được Facebook của chị hot girl, mà chị hot girl đồng ý các bạn cái là vui lắm đó, ok. Cho nên là mỗi mấy một mà hot girl, người ta sẽ rất là thích tạo, rất dành nhiều thời gian ở trên mạng, được chưa? Là như vậy, ok. Cho nên bố mẹ cũng hiểu lý do tại sao con cái dành nhiều thời gian trên mạng như vậy, ok. Tiếp tục, why trong khi most teens, trong khi gì các bạn, hầu hết thanh thiếu niên thì cảm thấy rằng cái hình ảnh trực tuyến của họ thì nó là một phần gọi là để giải thích tôi là ai, được chưa? Đó thì học thầy chỉ image các bạn, hình ảnh, đừng image nha các bạn, đây là hình ảnh. Rồi, trong khi hầu hết thanh thiếu niên là cảm thấy là gì? Hình ảnh trên mạng của mình thì nó là một phần để mô tả con người của mình. Thầy chỉ như vậy. Ok ha. Các bạn hiểu ý nghĩa câu này không? Kiểu như là các bạn hiểu thể hiện cá tính của bạn trên mạng, được chưa? Đó. Rồi sau đó là các bạn sẽ bị cuốn vào trong cái guồng quay ở trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và TikTok, bắt đầu đăng một status tụi mình ảnh rồi chúc mừng tôi sinh nhật 17 tuổi nhé này nọ kiểu, rồi sau đó là vô coi người ta comment như thế nào, mở coi thử ai thả tim, crush có đã like mình chưa này nọ kiểu đó. Rồi tiếp tục, they often criticize, họ là ai đây? Họ là thanh thiếu niên, họ thường phải thanh thiếu niên chưa? Dịch tiếp nha, họ thường criticize, từ này quá dễ rồi, criticize là gì? Họ thường gì trời, chê nha, criticize mà dùng chú biết nghĩa luôn hả? Thầy dạy các bạn critical thinking chứ? Critical thinking là gì? Tư duy phản biện, critical là thuộc về sự phê phán, chê chắc hồi bữa thầy nói chứ? Thì đó là tính từ của từ cái động từ criticize đó. Criticize là gì? Phê bình, chỉ trích, được chứ? Họ thường phê bình, the amount of time là gì? Họ thường phê bình cái lượng thời gian mà con cái của họ dành ở trên mạng, rather than, hơn là thử hiểu tại sao họ làm như vậy, được chưa? Rồi thì chứ họ đầu tiên là gì bạn? Họ thường chê trách, họ đầu tiên là bố mẹ. Họ thường chê trách cái lượng thời gian mà con cái của họ dành trên mạng, rather than, hơn là attempting, nhớ thầy, nhớ thầy, attempting là thử á, hoặc là cố gắng, nhớ thầy, attempt là cố gắng hoặc thử, thay vì cố gắng hiểu tại sao họ làm như vậy. Chứ họ thứ hai là gì? Là con cả, được chưa? Làm như vậy là làm cái gì? Làm như vậy là làm gì? Spend time online á. Nè, lỡ được thì mà ra chỉ ít á, là dành nhiều thời gian trên mạng á. Ok ha? Rồi. Cho nên lỡ mà bố mẹ mấy đứa kiểu như là phê bình mấy đứa, chê trách mấy đứa, thì đôi khi là bố mẹ cũng chỉ nói gọi là chơi vậy thôi, chứ thật sự là chưa tìm hiểu kỹ, cũng chưa hiểu, là người ta cũng không có cố gắng là hiểu tại sao con cái mình lại dính tới như vậy, được chưa? Đó, tiếp tục, in fact là gì? Thực tế là adults, người lớn là thường không phải là gì, bản thân của người lớn là gì các bạn? Không phải là những cái gì, những cái ví dụ tốt mà, những ví dụ tốt bản thân họ, bản thân của người lớn họ cũng thường sẽ không là gì các bạn, một cái ví dụ tốt như vậy. Người lớn đâu phải ai cũng là một cái bản sao hoàn hảo đâu, đúng không? Thì các bạn hiểu example là gì? Tấm gương, được chứ? Đó thì con này là gì? Thực tế bản thân của người lớn thì họ đôi khi họ cũng không phải là một tấm gương tốt, chắc chắn rồi. Các bạn đừng bao giờ nghĩ là bố mẹ của mình luôn đúng, chắc chắn bố mẹ luôn có một cái điểm yếu hay là một số cái gì đó mình không thích, bố mẹ là như vậy, được chưa? Đó thì cái con này như vậy, mấy đứa nghĩ vậy không? Có nghĩ vậy không? Chắc chắn rồi, bản thân thầy cũng như vậy, nói chung là ai cũng có gọi là khuyết điểm hết chứ, được chưa? Rồi
Who has not witnessed a table at the restaurant? Là gì các bạn? Làm gì mà có ai không chứng kiến được một chữ witness, từ chứng kiến các bạn ha. Làm gì mà có ai không chứng kiến được một cái bàn ở nhà hàng, nơi mà tất cả thành viên trong gia đình các bạn dán mắt vào trong cái điện thoại. Thì bây giờ các bạn hiểu được câu này là gì? Kết hợp với câu phía trước, người lớn không phải lúc nào cũng là tấm gương tốt. Rồi kết hợp câu phía sau nữa, là như nào các bạn hiểu nó là gì? Là như nào các bạn? Bởi vì bản thân người lớn người ta cũng như nào? Họ cũng dán mắt vô màn hình mà. Được chưa? Thì làm sao mà họ có quyền họ nói với con cái của họ? Ok bạn ha. Cho nên là nếu mà bố mẹ nói con cái như vậy á, thì bản thân bố mẹ phải là một người khác đi. Được chưa? Đó, nếu mà lỡ mà con cái như vậy á, thì cũng có một phần là do ảnh hưởng của bố mẹ mình. Ví dụ hồi nhỏ mấy đứa đi, nếu mà dạy bộ bây giờ mấy đứa, từ bây giờ mấy đứa 5 tuổi đi, thì lúc đó bố mẹ mấy đứa cũng trẻ, là lúc đó bố mẹ mấy đứa cũng có điện thoại rồi. Được chưa? Thì cái việc mà mấy đứa bị dán vào điện thoại á, một phần có thể mấy đứa bị ảnh hưởng từ bạn bè, nhưng mà phần lớn là hồi nhỏ bố mẹ mấy đứa là kiểu có cho mấy đứa tiếp xúc, thì thành ra một thói quen. Được chưa? Rồi mấy đứa gọi là gặp thấy bố mẹ mình cũng sử dụng như vậy thì mấy đứa làm theo. Được chưa? Cho nên là bố mẹ cũng không hẳn là một cái tấm gương tốt cho mấy đứa đâu thêm. Đó là như vậy. Ok ha. Rồi thì nhắc lại chữ witness là gì mấy đứa? Chứng kiến. Thì hiểu ra câu này là gì? Có ai từ xưa tới giờ mà chẳng chứng kiến ở trong nhà hàng, rồi một cái bàn, những thành viên gia đình đều như các bạn, họ đều gọi là silently focus, là kiểu như là gì mấy đứa? Là tập trung một cách im lặng, là không ai nói chuyện với nhau á. Được chưa? Ai cũng dính vô cái điện thoại. Nó là như vậy ha. Rồi, cứ đọc hết rồi mình xử lý các bạn. Broadly speaking, nhìn chung. Broadly speaking là nói chung các bạn ha, nói chung. Thì các bạn nhớ broadly speaking nó sẽ đồng nghĩa với in general, hồi nãy thầy chưa nói các bạn. In general, nói chung. Nói chung, nhìn chung. Nói chung, nhìn chung. Thì tiếp tục này nè, smartphone, điện thoại thông minh thì nó cũng có những các bạn, những cái gì? Effect, nó cũng có những cái tác động tiêu cực đối với mối quan hệ gia đình. Rồi, this technology, cái công nghệ này nói gì các bạn? Nó new là nó gì? Mới. Rồi, chữ relatively là gì? Các bạn vừa đó thì coi, nói gì mới? Giờ thì điện thoại thông minh có rất là mới không? Thật sự điện thoại thông minh nó rộ gần đây thôi. Thầy nghĩ nó rộ khoảng 6-7 năm gần đây. Thì rõ ràng là cái việc này nó có rất mới không? Thì nó sẽ như nào mới? Nó tương đối mới. Được chưa? Đó, thì học này chữ relatively đó chính là tương đối. Cái công nghệ smartphone này nó tương đối mới. Công nghệ này là công nghệ gì? Công nghệ này là công nghệ gì chứ? Điện thoại thông minh á. Điện thoại thông minh nó vẫn là một cái thứ công nghệ mà còn tương đối mới. So, vì vậy, many family, vì vậy gì các bạn? Nhiều gia đình have not yet. Ủa nãy giờ ba thầy xuống đấy đợi chưa? Trời đất ơi là trời. Để thầy xíu coi. Nãy giờ ổng có mở cửa không? Đi. Kêu nãy giờ 10 phút mà thầy giờ ổng đây. Ủa chị? Nghe. Chị còn dưới đó phải không? Con. Dạ dạ ba xuống giờ rồi, nãy giờ không quên. Rồi, đọc lại nha. Bởi vì công nghệ này tương đối mới, vì vậy nhiều gia đình như nào các bạn vẫn chưa gọi là learn how to deal with it. Vẫn chưa gọi là biết cách làm sao để xử lý nó. Mới mà, cho nên giờ xử lý bằng cách nào đấy? Được chứ? Rồi, bố mẹ và con cái nên gì đây? Thảo luận how they use technology. Bố mẹ và con cái nên thảo luận cái cách họ mà họ sử dụng công nghệ để giúp họ có thể gì đấy các bạn? Make the most of là gì? Tận dụng tốt nhất công nghệ. Instead of, thay vì blame, cái từ này blame là phải biết nha các bạn. Thay vì gì đây? Rồi bây giờ các bạn dự đoán giùm này, chữ blame khúc này nè. Rồi câu đề trong đoạn số 1 người ta nói gì đây? Những thành viên trong gia đình bây giờ họ dính smartphone TV hơn là kiểu như là lẫn nhau. Rồi sau đó trước smartphone
thì TV nó được cái gì đó cho cái sự gọi là thiếu giao tiếp giữa bố mẹ và con cái. Nó được gì? Nó đã bị gì? Nó bị gì? Nó bị ảnh hưởng. Lem dự đoán này có tập dự đoán chưa? Đó, thầy nói tiếng Việt thôi, thầy không nói tiếng Anh nha. Thì bạn dự đoán giữa lem là gì? TV nó cái gì đó là gây ra sự sức mẻ về giao tiếp. Nó là gì? Dự đoán đi dễ mà. Ít nhất các bạn gì là nguyên nhân. Được chứ? Tại vì là nguyên nhân vẫn ổn. Nhưng mà chữ blame thì gì đó chính là gì? Đó chính là đổ lỗi hoặc là trách. Nhớ thầy nha, blame là đổ lỗi hoặc trách. Học giùm thầy từ này trước, bởi vì sang học kỳ 2 các bạn cũng học lại. Đổ lỗi hoặc là trách. Thì câu này gì đơn giản là gì? TV nó được đổ lỗi cho cái việc là sức mẻ về cái sự giao tiếp giữa con cái và bố mẹ. Rồi, khúc này nói lại nha. Kiểu như bố mẹ con cái nên thảo luận với nhau để kiểu như là make the most of, thì các bạn make the most of là nhắc lại. Tận dụng tốt nhất công nghệ instead of, thay vì đổ lỗi. Ít là đổ lỗi cho gì? Đổ lỗi cho nó về những bất đồng của họ. Đổ lỗi cho nó, đổ lỗi cho đi. Coi kỹ giúp thầy. Trước khi làm suy nghĩ kỹ, nó thì chắc chắn là danh từ trước đó phải danh từ ít hay nhiều. Nó đã nó rồi mà mấy đứa nó chỉ ít là ít hay nhiều. Ít thì tìm cái danh từ là số ít thôi, là không có ít nha. Thì ít này đang nói gì? TV, công nghệ hay là thành viên trong gia đình, hay là kiểu như là smartphone, công nghệ. Bởi vì công nghệ là danh từ không nói được. Hiểu được chưa? Cho nên đề thi nó là chỉ ít ra, thì ít này chắc chắn nó là gì các bạn? Technology nè. Cho nên là kiểu như là gì mấy đứa, gia đình phải biết cách tận dụng công nghệ như thế nào, thay vì là cứ đổ lỗi. Ví dụ có loại vấn đề bắt đầu đổ lỗi công nghệ đó. Ví dụ như lâu lâu hả, mình cãi lộn với ba mẹ mình xong kiểu như mày không lo học suốt ngày dính vô cái điện thoại là bắt đầu là dọn cái kiến thức, đúng rồi đó. Đó là như vậy. Thì hiểu bài này chưa? Thì chắc chắn có bài này các bạn nghĩ nó đang tích cực hay tiêu cực. Đại đa số là tiêu cực. Nó cho mình gọi là cái bài, nó cho mình cách giải quyết không? Tự nhớ có cho mình cách giải quyết không? Có chỗ nào cụ thể là gì? Cho giải quyết là cho gì? Cách giải quyết như nào cho việc gọi là công nghệ đối với con cái và cha mẹ? Đúng rồi, đoạn cuối này trời. Bố mẹ và con cái như thế nào? Nên thảo luận làm sao để sử dụng công nghệ một cách tốt nhất, thay vì đổ lỗi dẫn nhau. Được chưa? Rồi. Thì câu này dưới thầy đó chính là câu số 6. Đoạn này dưới đây sai. Câu số 1. Cái gì các bạn? Cùng dịch thầy câu A coi. Cái sự thiếu giao tiếp trong gia đình ngày nay mostly blamed on the TV. Nếu mà các bạn biết cái blame rồi, bây giờ mình sẽ biết các bạn nhìn đó là gì. Là cái sự thiếu gọi là cái sự sức mẻ và giao tiếp giữa những thành viên trong gia đình ngày nay, nó mostly, hầu hết là do TV. Đúng hay sao? Phân tích thật kỹ nha. Ngày nay, chỉ nào ngày nay là cái sự sức mẻ giao tiếp giữa gia đình nó hầu hết là do TV. Đúng hay sao? Đúng thì chỉ ra, sai cũng chỉ ra. Nhưng mình cứ đọc sơ ra, đọc sơ giùm thầy một cái để các bạn loại bỏ câu nào mình cảm thấy đúng, mình bỏ qua một phát. Rồi câu B. The majority of teenagers là gì? The majority là gì? Chờ không biết từ bậc này luôn hả? Đa số hoặc là phần lớn, đa số thanh thiếu niên regard, rồi bắt đầu từ bậc loài ra nữa. Rồi thôi để nó sửa nhanh thầy dịch luôn. Regard as nó mang nghĩa là cho rằng, hoặc là xem cái gì đó như là cái gì ẹt giùm thầy nha. Regard đi thấy chữ ẹt giùm thầy. Regard as giùm thầy nha. Regard as. Rồi nhìn lại những các bạn, đa số thanh thiếu niên như nào các bạn? Cho rằng cái online image là gì? Cái hình ảnh online của họ nó kiểu như là quan trọng, tương đương với cái bản sắc của họ. Đúng hay sao? Mình nghĩ nó đúng cái đề đó. Rồi câu C. TV can serve. TV nó có thể gì đây? Serve gì? Phục vụ. TV nó có thể phục vụ như là một cái nguồn thông tin và giải trí. Cái này dễ nè, đúng hay sai? Chắc chắn là đúng. Chỗ nào chỉ ra vậy thầy? Chỗ nào nó là nguồn thông tin và giải trí? Đoạn 2 câu đầu. Đúng không? Rõ ràng nha. Both informative and entertainment. Đúng chứ? Đó. Rồi câu D. Parent, bố mẹ con cái nên gì đây? Nên work on how to utilize technology to their advantage. Nên gì đây? Nên work on. Nên làm việc cùng nhau. Được chưa? Hoặc là nên tìm giải pháp. Được chưa?
Rồi bố mẹ con cái nên làm việc cùng nhau, nên tìm giải pháp cho việc làm sao để utilize. Utilize nó là nó y chang chỉ use thôi, sử dụng, nhưng mà khả năng gì sử dụng nghe ghê quá, tận dụng. Được chứ nè, cái authentic là lợi thế nè. Thì use, utilize for authentic kiểu như là tận dụng công nghệ một cách tốt nhất, đúng hay sao? Bố mẹ con cái nên làm việc cùng nhau, nên tìm ra hướng giải quyết để tận dụng công nghệ một cách tốt nhất, đúng hay sao? Chắc chắn là hồi nãy nói nhiều chưa? Rồi, thì câu này các bạn nghĩ câu nào sai? Tại sao con A sao? Bởi vì sao? Các bạn đi, các bạn khác đi, sao nãy giờ sang qua sao làm mấy bạn? Các bạn phải tập cho thầy cái gọi là tư duy phản biện này. Các bạn muốn tiến bộ, các bạn phải động não trong đây. Chứ các bạn đừng ngồi thu lùng như vậy, bị động quá. Bị động là không bao giờ tiến bộ được. Các bạn nghĩ nó sai, tại sao nó sai? Chỉ ra giùm thầy. Đọc kỹ lại, cái sự thiếu, cái sự sức mẻ giao tiếp giữa những thành viên trong gia đình ngày nay phần lớn là do TV, đúng hay sai? Một biết mà các bạn áp dụng vào bản thân của các bạn nó cũng đúng mà. Bây giờ mình có còn có TV nữa không? Mà cho nên là mình có đổ lỗi không? Nhưng cụ thể đổ lỗi cho cái gì? À, chỗ nào chỉ ra thầy? Chỗ nào? Các bạn thấy rõ ràng nè, cái sự thiếu hụt về giao tiếp giữa bố mẹ và con cái ngày nay á là cái nào nó đã xóa ngôi rồi. Mà tìm smartphone nè, thấy chưa? Nó rõ chưa? Đó, thì khúc này nè, nó đã xóa ngôi TV như là cái nguyên nhân chính hả? Ok hả? Nhưng mà TV nó cũng được xem là một cái nguyên nhân cho cái sự sức mẻ tình cảm có không? Nhưng mà phải ngày nay không? Hồi nào? Làm sao chỗ nào? Làm sao biết chỗ nào? Đoạn đầu tiên người ta nói là trước smartphone này, thấy chưa? Đó, TV nó kiểu như là được hồi xưa thì mới được. Cho nên câu này đúng là phải là hồi xưa. Ok các bạn ha, còn những câu lại chắc chắn là đã đúng. Rồi nhắc lại thầy một số cái. Đầu tiên thầy có chính là majority là gì các bạn? Đa số, phần lớn, more blamed, đổ lỗi. Tiếp tục, regard, cho rằng xem như là. Identity, bản sắc. Serve, phục vụ. Work on, không phải làm việc chung nha các bạn. Trong trường hợp này thì chỉ làm việc chung thôi, nhưng mà chữ work on kiểu như là mình tìm cách giải quyết. Được chưa? Rồi, utilize thì các bạn tận dụng, nó sẽ đồng nghĩa cộng gì? Make the most of, tận dụng, tối đa. Được chưa? Rồi câu số 5, câu số 7 nhắc lại, thầy câu số 7 là câu về gì mấy đó? Suy luận, rồi suy luận như nào đây? Câu A, most families là gì mấy đó? Hầu hết gia đình thì như nào đây? Thích nói chuyện, one another, nói chuyện với bạn, với nhau, hơn là sử dụng smartphone ở nhà hàng, đúng hay sai? Chắc chắn là sai, nãy nói chưa? Người có khúc là gì? Witness là chứng kiến. Xưa giờ ai mà chẳng chứng làm sao mà chẳng có ai chứng kiến việc là những thành viên gia đình dính vào cái điện thoại, chẳng ai nói chuyện với nhau, thì đó là câu này đúng hay sai? Sai. Được chưa? Rồi, câu B. Những gia đình thế kỷ 21 thì gì đây? Generally là gì các bạn? Nhìn chung là không có favor trong favorite đó. Thích thôi. Được chưa? Nhìn chung là không có thích xem TV cùng nhau, đúng hay sao? Những cái thành viên trong gia đình để thế kỷ 21 nhìn chung á là nó không có thích xem TV cùng nhau. Cũng đúng nhưng mà phải chỉ ra cho thầy. Từ tính sau đi không các bạn, từ tính sau. Câu B. Bố mẹ ở trong quá khứ thì did not, bố mẹ trong quá khứ gì đây? Không có chỉ trích con cái của họ vì xem TV quá nhiều. Rồi đọc tiếp câu cuối cùng. Nhiều gia đình vẫn gì đây? Giờ không biết cái từ incapable là cái chết. Rồi các bạn học thầy chữ capable of. Capable of đó mang nghĩa là có khả năng. Vậy incapable of là gì? Không có khả năng. Rồi các bạn biết chữ able mà đúng không? Able là có thể á. Được chứ? Nhiều gia đình vẫn chưa có thể make good use of a smartphone. Make use of là use sử dụng nè, giống như make the most of thôi. Nhiều gia đình vẫn chưa có khả năng gọi là gì các bạn? Sử dụng điện thoại thông minh cách tốt nhất. Thì bạn nghĩ câu nào là phù hợp nhất? Giờ phân tích nha, câu A chắc chắn là sai. Câu B đúng hay sai? Gọi là gia đình thế kỷ 21 ngày nay nhìn chung là không có thích xem TV cùng nhau. Phải chỉ ra trong bài. Chỗ nào? Các bạn tìm chỗ nào? TV thôi. TV thôi nha, nó là TV thôi nha. TV, chỗ nào TV? Đoạn cuối. Này người ta nói là gì đây?
thực tế là gì đây? Câu này đúng hay sai? Người ta nói là gì? Nhìn chung là gia đình ngày nay không còn có tivi nữa thì đúng hay sai? Sai nè. Cái đoạn số 2 người ta nói gì đây? Tivi ngày nay nó cũng có được xem là gì? Một cách để cho những cái gia đình thảo luận cùng nhau nè, quay quần cùng nhau nè, hiểu được không? Cho nên vẫn còn coi không? Vẫn coi, và cụ thể nếu mà coi chung với nhau á thì kiểu như là tạo nhiều thời gian cho gia đình quay quần cùng nhau. Thì rõ ràng đoạn số 2 là đoạn kiểu như bào chữa cho cái việc coi tivi. Coi tivi cũng đâu có xấu đâu. Hiểu được không ấy đó? Đó, thì câu B nó bị gì rồi? Bị sai. Cho nên thầy nói một đoạn nữa, đừng có nghĩ là nó sai, nó đúng là bạn chọn đúng, chỉ ra cho thầy. Mà trong cái quá trình các bạn kiểm tra là cần chỉ ra nó rất là khó nha. Bởi vì các bạn thiếu thời gian. Được chưa? Rồi, câu C. Bố mẹ trong quá khứ không có phê bình chỉ trích con cái về việc coi tivi quá nhiều, đúng hay sai? Có không? Có chỉ trích không? Có. Nè, kiểu như là gì đấy? Khúc này bố mẹ và con cái bị thiếu đi cái sự gọi là giao tiếp, bởi vì do tivi nói gì đấy? Bị là nguyên nhân chính, thì rõ ràng bố mẹ là chỉ trích cái việc mà con cái coi xem tivi quá là nhiều nè. Được chứ? Đó. Rồi còn gì nữa đây? Là kiểu như là cái tivi nó khiến cho họ không còn nói chuyện với nhau. Đó, thành viên gia đình cãi lộn với nhà qua lại thì chắc chắn câu này bị gì rồi? Bị đúng hay sai? Người ta kêu là không phê bình mà thực tế nó có phê bình không? Có. Thì câu này đúng với bọn của gì? Nhiều gia đình vẫn không thể tận dụng tốt cái việc sử dụng smartphone. Đúng hay sai? Chỗ nào chỉ ra? Đoạn cuối chỗ nào? Dòng nào chứ? Câu nào? Many family have not yet nè. Bởi vì cái gọi là cái điện thoại nó vẫn còn mới, tương đối mới, cho nên là nhiều gia đình vẫn chưa biết cách xử lý nó. Thì rõ ràng là đấy, được chứ? Chưa biết cách xử lý nó, cụ thể là chưa biết cách tận dụng nó một cách triệt để. Thì tương đương câu nói chứ? Rồi. Đó, cho nên bài này theo cái sự quan sát của thầy vẫn ở mức dễ, nhưng mà hiện tại khả năng các bạn làm vẫn chưa được. Cái đầu tiên là gì? Thiếu từ vựng trầm trọng. Cái thứ hai đó chính là thiếu cái sự suy luận, được chưa? Đó, và thứ ba chắc chắn là thiếu tùm lum tùm la kinh nghiệm để làm một bài đọc. Ok các bạn ha. Rồi xong rồi bài đọc phát đề ra. Ê, còn có tiêu đề đúng không? Tiêu đề thì chắc chắn là nói chọn câu B đúng chưa? Rồi thì chốt câu gì đúng không? Câu B: làm sao mà công nghệ ảnh hưởng những cái mối quan hệ trong gia đình? Được chưa? Thì câu B cũng hợp. Nhưng mà thầy nghĩ bài này chắc không ra đề thi đại học, đề thi trên trường nữa. Thầy thầy tư vấn thì bữa vô cho sáng rồi. Hy vọng đề thi ra dễ ha. Rồi, vô, làm hai đề số 4. Bữa giờ thầy gửi các bạn lớp, mấy bài lớp kia các bạn coi chi vậy? Thầy gửi chưa? Thầy gửi một bài đúng không? Bài này? Bài này dưới đứa ba hả? Mấy đứa coi chưa? Chắc không? Và bữa sau thì kiểm tra nha, bữa sau mà thì kiểm tra hết. Bởi vì thứ 6 ngày mai là lớp kia học một cái bài mới. Là cái đề này là đề số 4 và đề số 5. Lớp kia sửa đề số 5. Thì các bạn phải có đề số 5 giùm thầy. Rồi, tuần này các bạn học 1 buổi nữa nè. Phải thêm cho các bạn 2 buổi nữa. Chắc là thứ 7 học chủ nhật. Thứ 7 sáng. Không được hả? Sáng mấy giờ được? Sáng mấy đứa, thứ bảy mấy đứa có làm gì không? Thì chiều nay phải 12 rưỡi không? Đừng có nhớ bắt đầu 12 giờ rưỡi trưa chứ không phải 12 giờ rưỡi đêm. Hồi xưa mấy đứa lớp 10 học của thầy cũng 12 giờ rưỡi. Chứ giờ còn giờ nào ở đâu? Giờ chuẩn bị ôn tập để thi còn tùm lum tùm ba thứ để học. Cho nên là được bắt đầu mà thời gian ở đây trời nó cũng đâu nó nắng lắm đâu, mình lo cái gì, phải mùa hè hồi xưa học đâu mà lo. Hay là mấy đứa muốn 9 giờ rưỡi tối học. Rồi buổi sáng mà mấy đứa thầy cảm thấy mấy đứa làm quá luôn á. Mấy đứa gọi là chơi thể dục thể thao ngoài nắng thì không có rên rỉ gì, mà đi học ở trong máy lạnh đi cái chút xíu à mà bắt đầu kêu ca.
các bạn lúc nào cũng muốn chọn những con đường dễ dàng hết trơn á, thật sự. Bây giờ mình gặp vấn đề là gì? Không còn cái giờ nào để quăng vô, thì giờ phải chọn cái giờ này mới có gọi là phải buổi tối hay là lúc còn 7 giờ. Thôi mấy đứa học 7 rưỡi nha. Thôi thầy ơi trễ lắm này, phải 9 rưỡi về nhà em xa này nọ kiểu. Giờ 3 ngày rồi không chịu. 12 giờ. Mắc mệt gì đâu luôn rồi. Thứ 7 chủ nhật là những cái ngày mà thầy bận nhất. Một ngày thầy dạy tới 5 lớp mà thầy còn không rên, thì mấy đứa bớt gọi là này nọ cái kiểu. Để thầy coi thứ 7 còn giờ nào không. 4 giờ dạy giao tiếp, 5 rưỡi dạy AL, dạy thứ 7 rưỡi. Nếu muốn thầy chọn dạy 7 rưỡi lúc thứ 7 đó, mà giờ trễ là không được, thì thay vào đó là 12 rưỡi hoặc 12 giờ. Dạy 12 giờ giúp thầy. Đã kiểu như là thầy đã thêm lớp cho các bạn ôn rồi, còn cái kiểu bỏ cái tập đó nha. Rồi thứ 2 nhắc thêm một buổi nữa. Thứ ba hả? Sáng thứ ba hả? Ờ vậy sáng thứ ba. Nói chung là thứ 7 thứ sau. Ok. Bởi vì trưa thứ ba mấy đứa mới thi mà đúng không? Chiều mà đúng không? Thì sáng thứ ba mình học. Học thêm một buổi nữa để mình thi. Ok. No saying nữa nha. No talking nữa nha. Hay thứ ba có dính gì nữa không? Không dính thì bỏ dính đi, học thầy đi. Ôn bài nó còn... Nói chung là ngữ pháp bữa giờ ôn rất là nhiều nè. Từ vựng cơ bản trong sách bữa giờ ôn cũng rất là nhiều, không thiếu từ nào nữa nha. Giờ thầy chỉ bổ sung thêm những bài đọc, những cái bài đục lỗ nữa mà thôi. Được chưa? Cũng như những bài nghe này, ngày hôm nay không kịp bài nghe rồi thì ráng làm lẹ giùm thầy những bài trắc nghiệm nè. Lẹ. Vô lấy đề số 4 thầy làm nhanh như là tốc độ nha. Câu số 1. Như đáp án các bạn nhìn câu đề giùm thầy, đó chính là tìm thằng dấu hiệu cho nhanh. Mình có từ gì rồi? Recently. Đúng không các bạn? Thì recently chắc chắn là dấu hiệu của thầy gì? Hiện tại hoàn thành, thầy chốt thầy có gì? Như câu C. Chắc chưa ABC đi, còn câu nào hiện tại hoàn thành nữa không? Không thì thôi. Còn lỡ mà câu nó có have proposed á, thì các bạn coi chủ ít nhiều là không. Được chưa? Thì câu này dịch thầy dịch nhanh cho các bạn nha. Thì the government là gì? Chính phủ là đã đề xuất những cái thay đổi cho cái hệ thống voting, hệ thống như các bạn bầu cử dạy hôm nay. Thầy học ra học thầy động từ propose. Đó chính là gì mới đó? À, đề xuất hoặc là kiến nghị. Nhớ thầy propose nha, học như thầy tên đây. Đề xuất kiến nghị nó sẽ đồng nghĩa từ suggest. Các bạn biết từ suggest không? Phải biết chứ hả? Đó, suggest, đề xuất kiến nghị. Câu số 2. His face looks funny. Cái mặt của nó nhìn mắc cười quá. Rồi, he gì đây? He something in the kitchen now. Rồi, thầy nói các bạn đối với cái trường hợp mà động từ trạng thái và động từ hành động chưa? Nếu mà nó động từ hành động thì sau nó sẽ là gì? Không. Trời ơi, động từ hành động phải trạng từ chứ. Nhưng mà cái này không có bạn tính từ hay trạng từ, nó bắt các bạn đó chính là gì? Là cái sự khác biệt giữa động từ trạng thái và động từ hành động là gì? Động từ trạng thái là không được dùng trong thi gì? Tiếp diễn. Thì cái này các bạn chỉ nhắm vào đó chính là nó có tiếp diễn hay không. Thì một cái đặc điểm của động từ hành động là gì? Sau nó sẽ là một cái gì? Thầy gợi ý các bạn rồi mà. Sau đó một cái từ loại gì? Danh từ. Hiểu được không? Sau đó là danh từ. Cái này thầy nói mấy đứa chưa? Rồi, còn nếu động từ trạng thái sau đó là một gì? Tính từ. Được chưa? Đó, thì coi các bạn coi something là gì? Something mang nghĩa là gì? Một vài thứ là chắc chết luôn nha. Rồi tới giờ lớp 11 hỏi cái từ something là gì không biết. Là bà bó tay với một số bạn luôn á nha. Something mang nghĩa là gì? Trời ơi. Someone là gì? Someone. Ai đó vậy? Something là gì? Cái gì đó. Trời ơi là trời. Rồi anh ấy gì đây? Anh ấy nếm cái gì đó hay anh ấy có mùi, anh ấy có vị cái gì đó? Anh nếm cái gì đó rồi. Được chưa? Thì con này chắc chắn là dùng giữa bạc, dùng động từ hành động. Như hiện tại là hiện tại tiếp diễn hay quá khứ tiếp diễn? Mình có từ gì rồi? Now rồi. Thì chắc chắn là từ gì? Hiện tại tiếp diễn chọn thằng câu gì? Câu này mà đứa nào mình lỡ mình ra đề thi mà đứa nào làm sai thì bẻ cổ đấy nha. Nó quá là dễ đi. Phân tích quá là kỹ rồi. Đó, tôi nói vậy thôi, tôi có dữ dằn gì đâu. Được. Stay healthy. Cho nên thầy nhắc lại, động từ trạng thái á, nếu mà các bạn cái gì taste á, để chọn cái nhanh á, các bạn coi phía sau nó có danh từ hay không. Nếu là danh từ chắc chắn là từ hành động. Được chưa? Đó, hoặc là nếu mà sau nó là một cái trạng từ chắc chắn là động từ hành động.
Ví dụ taste carefully là gì? Nếm một cách cẩn thận. Còn nếu mà sau chữ taste là tính từ thì chắc nó là động từ trạng thái có vị gì đó. Ok. Rồi câu số 3, stay healthy là gì? Giữ sức khỏe bằng cái việc ăn tốt và kiểu như là ăn đầy đủ và tập thể dục thể thao một cách gì đây? Thường xuyên thì từ loại nó còn chắc chắn là như bạn. Trạng từ để bộ nghĩ chứ động từ workout regularly. Câu số 4. Câu này cũng từng sửa rồi nè. The conflict là cái gì? Cái xung đột nó cái gì đây? Nó đã nảy ra, nó đã phát sinh, nó nảy đã nảy sinh. Tại từng dạy các bạn cái từ nè, phát sinh nảy sinh. Câu gì ABCD? Câu A. Nảy sinh phát sinh. Học rồi nha, thầy không nói lại nữa. Rồi nhìn thầy các bạn. Cái mâu thuẫn nó phát sinh mà tại sao chị arrive at the mess? Bởi vì conflict nó đang số ít. Mâu thuẫn phát sinh khi mà Jack và bố mẹ cô ấy đã có những cái agreement là gì? Bạn agreement là gì? Cái agreement trước chúng ta agree là phải biết từ này chứ. Đồng thuận hoặc là kiểu như là cái sự gì các bạn? Đồng ý, sự chấp thuận. This một cái là cái sự gì các bạn? Cái sự bắt đầu. Mà considerable là đáng kể. Nhớ này, considerable là đáng kể hoặc là nhiều. Hiểu đâu nay là bố mẹ và Jack, bố mẹ của Jack và Jack kiểu như là đang có rất là nhiều những mâu thuẫn về cái choice, về cái lựa chọn trường học của anh ấy. Ok, nhớ thầy phát sinh là động từ arise nha. Rồi câu số 5. Spectator, you don't be spectator là gì biết sao? Cái gì đó, gì đáp án? Nên hay không nên phải gì đó? Show their tickets là phải gì đây? Trình cái vé của bạn, của họ trước khi mà họ vào sân vận động. Thì ai sẽ là người trình vé? Người đi xem, các bạn nhớ spectator là người đi xem ở người đi xem thể thao ở sân vận động. Nhớ nha, spectators là người đi xem thể thao ở sân vận động. Thì họ như nào? Họ phải thôi, họ nên. Họ phải thì chữ phải này thầy dùng chữ must hay là chữ have to? Have to hay must? Tại sao have to? Họ bắt buộc, đơn giản, được chưa? Nhưng mà thầy dùng chữ must không? Đối với thầy thôi. Được chưa? Ừ. Nói vậy đủ hiểu nha. Rồi, câu số 6. It is important. Nó rất là quan trọng khi mà mình gì đây? Giữ những cái gì khác nhau trong đời sống của bạn. Kiểu như là giữ những cái khía cạnh đời sống của bạn một cách gì đây? Một cách diet, một cách trong chế độ ăn, một cách balance, cân bằng. Câu C, một cách ở trong cái nguyên liệu hoặc là thành phần, hay là fairness. Fairness là cái sự giữ bạn fair mà, fair play á. Một cách cân bằng. Thì bạn chọn gì đây? Cân bằng hay là công bằng? Con hay công? Phải là cân bằng nhìn thầy. Trời ơi, tự nhiên là mọi khía cạnh trong đời sống của bạn một cách là công bằng là sao? Bởi vì sao mình không được chọn? Các bạn nghĩ là ổn đúng không? Chỉ công bằng các bạn nghĩ ổn đúng không? Nhưng mà không có dù mà in fairness nha, nó chỉ có là in balance thôi, không có dù in fairness nha quý vị. Ok. Rồi cái này sẵn thầy mở rộng thêm cho các bạn. Đó chính là hồi nãy thầy có từ fair là công bằng đúng không? Vậy thầy có fairly là gì? Nghĩa đầu tiên là một cách công bằng. Nghĩa thứ hai là khá hoặc là tương đối. Nó sẽ đồng nghĩa từ gì tương đối thầy mới dạy các bạn? Relatively. Được chưa? Từ này nãy mới học chưa? Rồi tương đối. Những cái từ này lớp 11 phải biết giùm thầy nha. Nhắc lại chữ aspect là gì mới đó? Khía cạnh hoặc là mặt. Rồi câu số 7. These exercises là gì? Những cái bài tập này nó là một cách tốt để tăng cái gì đó. Why? Trong khi duy trì cái sự dẻo dai. Rồi thì câu này chọn gì các bạn? Làm tăng những bài tập này nó là cách tốt để tăng gì? Chắc chắn từ loại. Câu này là từ loại. Chắc chắn từ loại nó còn là gì? Danh từ. Bởi vì increase là động từ thì sau nó phải là danh từ. Thì chốt thay câu này danh từ. Câu B, strength. Câu A, strengthen là gì các bạn? Làm tăng. Làm tăng cường. Ví dụ thầy có strengthen the bond là gì? Mới học chữ the bond rồi. Strengthen the bond là gì? Tăng cường gì? Cái sự gắn kết. Mới học trong gia đình đúng không? Đó. Câu số 8. Em gái của tôi, con gái của tôi was studying là gì? Con gái của tôi đang học với bạn của tôi nó. Khi tôi về nhà. Rồi chứ thì thường khi tôi về nhà thì bé xong các bạn chơi gì? Has come, was coming, came hay come thôi. Các bạn phân tích cho thầy. Câu này có dấu hiệu thì quá cái đơn hiện tại thành nhiều lắm không?
không có dấu hiệu ở go hay chết gì đúng không? Thì các bạn coi vế trước nó đang thầy gì đây, was studying, thì cái này ở đâu rồi các bạn? Rồi, con gái tôi nó đang học với bạn, thì lúc đó tôi như nào? Về nhà. Ok các bạn ha, thì rõ ràng cái về nhà này thầy dùng, có được dùng hiện tại không? À, bác mới dùng hiện tại làm gì nữa, chỉ là quá khứ thì một là câu B hay câu C? À, khi tôi đang về nhà là khi tôi về nhà thôi. Về nhà thôi, được chưa? Thực thế ai mà học tiểu lớp 10 của thầy á, thì nó liên quan về cái phần đó chính là quá khứ thực diễn. Các bạn nhớ hồi xưa các bạn học đó chính là quá khứ thực diễn dùng để diễn tả một hành động nó đang diễn ra trong quá khứ và một hành động của nó xen vào. Hành động đang diễn ra thì dùng quá khứ thực diễn, hành động xen vào thì dùng quá khứ đơn. Trong câu này cái nào đang diễn ra? Đang học và hành động xen vào mình về nhà. Hiểu được chưa? Thì cái việc mà mình xen vào á, thì dùng quá khứ đơn. Hiểu không? Rồi, câu số 9. Đó mới học con refer gì? Vậy hoài chứ không nhớ gì hết trơn à. Hết lớp này, hết lớp kia, trời ơi là trời. Nhắc lại refer to là gì? Cái gì mày đó là quên nữa thấy không? Ghê không? Cái gì? Cứ nói với thầy đi. À, ám chỉ liên quan đến, đề cập đến, nói đến. Rồi, câu số 10. We gì đây? Each other. Nhìn đáp án. Coi xét về nghĩa. Các bạn đọc câu đề sau các bạn nhìn đáp án được, các bạn dịch nghĩa nha. Chúng tôi gì đây? À, biết nhau. Nhớ each other là nhau. Since. Kể từ khi chúng tôi học cấp 3. Thì rõ ràng câu này chắc chắn chúng thi gì rồi? Hiện tại. Hoàn thành. Bởi tại sao con biết có thử gì? Xin. Tới giờ con biết không? Còn thì dùng hiện tại hoàn thành, thì câu này hiện tại hoàn thành. Câu này thì dùng câu D được không? Tại sao không được? Này tại sao không có in? Đúng không? No tại sao không có in? Giải thích chút này. No là biết thì nó là gì các bạn? Thì nó là như nó được gọi là gì? Động từ trạng thái, mà động từ trạng thái thì không được dùng trong tiếp diễn đó. Mấy đứa giải thích được mà. Ok các bạn ha, thì câu này các bạn nhớ lớp sách 11 lớp 11 chương trình cũ unit 7 là có thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nhưng mà theo thầy khảo sát sắp tới á thì lớp 11 không còn học hiện tại hoàn thành tiếp diễn nữa. Câu D là dấu là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Mà các bạn nhớ giúp thầy một cái, xin nó cũng là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Cho nên câu này á chọn hiện tại hoàn thành tiếp diễn vẫn được. Nhưng mà suy nghĩ lại thì không được chọn, bởi vì no là động từ trạng thái, mà trạng thái thì không được dùng trong những thị tiếp diễn. Không được chọn câu D, hiểu được không? Đó, thì câu này phải chọn đó chính là câu B. Rồi câu số 11. Tôi. Như đáp án tôi xem thì tôi gì được các bạn? Đã xem ba tập drama, cái drama phải là những cái drama các bạn hít đâu nha. Drama là phim truyện á. Được chưa các bạn? Rồi, phim truyện mà dài tập nha các bạn. Rồi. Tôi đã xem ba cái tập của bộ phim này sáng nay rồi. Thì cái này chắc chắn chưa thì gì quá cái đơn hiện tại hoàn thành. Tại sao chưa quá cái đơn? Tao bao kết thúc. Chết à. Con này phải dùng thi về cho lỡ được thi ra cái là ngủm luôn. Tại sao hiện tại không Thành? Có biết coi khi nào không? Sáng này là cụ thể biết khi nào chưa? Có thể là sáng này nó đã kết thúc chưa? Chưa. Ví dụ như là sáng nay có thể là 10 giờ mình coi từ lúc 7 giờ. Mình kể với bạn ơi mày, sáng nay ta coi được 3 tập rồi đó. Thì sáng này đã kết thúc chưa? Chưa. Thì vẫn có thể coi được không? Được. Khi nào last morning thì mới là quá khứ. Thì cái này phải dùng hiện tại thành và cụ thể. Các bạn có gì rồi? Ba tập phim thì liên quan vào cách dùng gì? Không phải kinh nghiệm, trời ơi, phải kinh nghiệm. Tạo cái gì đó với số lượng bao nhiêu chưa? Đó, học xong thì quên nữa. Đó, thấy chưa? Thì chọn cái gì? Cho nên thầy nói với đứa những câu ngữ pháp dễ này mà giờ làm vẫn chưa được, mà kiếm được không được, kiếm điểm vẫn chưa được, thì huống hồ gì những bài đọc và những bài đọc lỗ. Và đặc biệt nữa bạn nghe, là mấy đứa loài này rất nhiều vấn đề chưa, tùm lum tùm la luôn, mà các bạn một số bạn vẫn còn chưa ý thức được cái việc đó, mà vẫn còn chơi lên ngày nào thằng lên cũng nhắc. Thầy cảm thấy là thầy còn lo bản thân mấy đứa hơn, thầy lo mấy đứa hơn là bản thân của mấy đứa lo luôn á nha. Tiếp tục câu số 12. Câu khó thầy làm nhanh. The waves. Wave là gì các bạn? Lướt trên mặt nước. Trên nhẫn cơm. Sao? Rồi, nhớ thầy wave, xe wave là nó kiểu như lướt như sóng đó các bạn.
Rồi, những cái cơn sóng nó như thế nào? Nó dỗ vào bờ biển. Thì nói chung là những cái từ crack là các bạn phải biết đi, nhưng phải biết chỉ soi thầy bờ biển. Lớp 10 có học rồi đó. Những cơn sóng vỗ vào bờ biển, nơi mà chúng, cái gì đây? Là mát lạnh trên cái đôi bàn chân ấm áp của tôi. Nơi mà nói gì đây? Nơi mà chúng sờ, trời ơi, sóng mà sờ ghê chứ. Nơi mà chúng có cảm giác lạnh thôi. Được chứ bạn, thì chọn những đoạn là giữ bà con. Lạnh thì chắc không phải là cảm giác rồi chứ sao mà nghe có vẻ hay là nhìn có vẻ, đúng không ạ? Rồi chọn thành câu C, felt. 13. The room smells là gì đây? Cái phòng nó có mùi hay là chắc chắn cái phòng có mùi hay là nó ngửi? Cái phòng có mùi thì chắc sau đó phải là tính từ hay trạng từ? Tính từ thì giới hạn câu nào, câu nào trước giùm thầy? Câu B và câu câu D. Thì coi thử là cái này nó có mùi thơm hay là mùi thúi. Cái mùi này có gì đó và nó còn phải được dọn dẹp, chắc chắn là mùi gì rồi? Mùi thúi thì chốt thôi có gì luôn. Mà tại sao biết sao phải là immediately? Immediately là một cách gì bạn? Ngay lập tức hoặc liền. Nó còn phải lau dọn một cách ngay lập tức. Thì một cách ngay lập tức phải dùng trạng từ. Ồ mà tại sao chữ cleaning nó phải lại thêm ý? Tại sao clean lại thêm ý? Các giải thích được không? Thầy giải thích luôn các bạn nhớ. Thầy nhìn là gì? Cái phòng này nó cần phải được lau dọn. Thì cái này đang có thể gì? Bị động. Và các bạn nhớ bị động của need đó chính là gì? Có hai cách. Một là need to be động từ 3. Hai là need thêm in. Được chưa? Cái này thầy mở rộng thêm một chút xíu hơn. Ok, thầy nói lại bị động của need nha. Một là need to be động từ 3. Hai là need thêm in. Bởi vì bản chất của gọi là bị động là phải có gì? Và có be và động từ cột. Bạn lớp 11 cho học bị động đúng không? Như lớp 10 phải biết rồi chứ. Bị động là gì các bạn? Be và động từ cột. Bạn mà sau need mà có động từ thì phải có to. Cho nên là need to be cộng động từ cột 3. Và cái thứ hai, cách thứ hai đó chính là need động từ thêm in. Rồi, câu số 14. Over the past few years, cái này nói nhiều rồi là gì các bạn? Nghĩ là gì đây? Một vài năm vừa qua. Chắc chắn là dấu hiệu của thầy gì? Quá khứ thể mệt rồi á, hiện tại một vài năm vừa qua là biết năm nào không? Không, cho nên cái gì chưa xác định được trong quá khứ á, thì các bạn cứ hiện tại thay cho thầy. Một vài năm qua chắc chắn dấu hiệu hiện tại thành, chọn thầy câu gì? Câu B như gọt. Thầy cho thầy coi, một vài năm vừa qua Việt Nam như nào đây? Đã trở thành one of, một trong những cái địa điểm phổ biến nhất cho du khách ở Đông Nam Á. Được chưa? Câu 15, smart devices là gì đây? Những cái thiết bị thông minh nó có thể giúp thành phố vận hành cái gì hơn, hiệu quả hơn, thì hiệu quả chẳng có gì từng có lớn có như vậy. Nhưng chắc chắn phải từ loại đang còn là gì? Tính từ là trạng từ. Thì dịch lại coi, giúp cho thành phố hoạt động một cách hiệu quả hơn, thì một cách là phải là gì rồi? Thì câu này là trạng từ. Câu C và câu vậy bây giờ chữ hiệu quả thì chọn effective, hiệu quả dễ đúng không? Vậy hiệu quả chọn gì chưa? Chỉ có câu C thôi. Bởi vì cái này gọi là co-location rồi. Thực tế là nếu nó vẫn có sự khác biệt giữa effective và efficient nha. Nhưng mà bây giờ giải thích tốt thời gian quá. Được chưa? Thì nhớ thầy đề thi mà có câu này efficiently giùm thầy, cũng là hiệu quả luôn. Rồi, câu số 16. The new underground là gì? Cái gọi là cái tàu ngầm mới. Không phải tàu ngầm mà nó chính là cái tàu điện ngầm mới. Nó đã allow, nó đã gì đây? Cho phép người dân thành phố làm gì? Di chuyển nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Cái nào di chuyển? Get around giùm thầy. Give up là gì các bạn? Từ bỏ, đồng nghĩa với từ gì? Từ bỏ mình dừng, đồng nghĩa với stop. Được chưa? Đó. Give up đồng nghĩa với stop nha. Rồi, get around nhắc lại gì các bạn? Di chuyển. Rồi, câu số 17. Bố mẹ can always respond effectively. Bố mẹ không thể lúc nào cũng phản ứng. Rồi trên nhớ là respond đi theo dưới tu nha, phản ứng. Phản ứng một cách aggressive, effectively. Bố mẹ không phải lúc nào cũng phản ứng một cách gì đây? Hiệu quả. Đối với cái gì các bạn? Aggressive, các bạn có aggressive. Giờ biết nghĩ nhưng mà các bạn dự đoán từ loại đó là gì? Từ loại nó còn là gì? Cái từ loại aggressive đang là từ loại gì? Tính từ động từ trạng từ danh từ. Chứ bạn thầy nói bạn rồi, nó là từ loại. Ví dụ các bạn bí quá thì bạn dựa vào những cái đuôi. Câu này đuôi cái gì rồi? Y rồi thì đuôi y thường nó dấu hiệu cái gì?
không thấy chữ effective á. Effective là hiệu quả. Hiệu quả là gì? Tính từ hoặc creative là gì? Sáng tạo là tính từ đó. Thì các bạn dự không biết nghĩ aggressive nhưng chắc chắn nó là tính từ. Mà sau tính từ phải là gì? Thì danh từ nào đây? Câu nào là danh từ? Câu nào danh từ dùng biết luôn hả trời? A, B, C, D lẹ các bạn. Câu A, behavior là gì? Rồi dừng lại coi. Thầy nhắc lại cái aggressive đó kiểu như là hung hăng, dữ tợn. Rồi bố mẹ không lúc nào cũng gọi là dữ bạn. Cả lớp cũng nhìn thầy coi. Bố mẹ không lúc nào cũng phản ứng một cách hiệu quả đối với hành vi hung hăng của con cái của họ. Đó, ví dụ như là con nít đi mà nó la ú hét lên là thường bố mẹ là thường tâm lý là rất là tức, cho nên là cứ đánh nó rồi hét nó thì rõ ràng nó cũng như vậy thôi. Trên thay vào đó là mình sẽ có những cách khác để mình răn đe nó, được chưa các bạn? Đó rồi, câu số 18. More than 50% là gì? Hơn gì 50 gì các bạn? 50% gọi là cái thành phố xanh, nó made up gì đó, green area. Green area là khu vực xanh. Thì hiểu nó là gì bạn? Hơn 5% cái thành phố xanh này thì nó được bao phủ hoặc là được làm từ. Mà không gì là được làm từ, nó được bao phủ bởi gọi là cái khu vực xanh. Thì make up gì? Make up of, dùm thầy. Make up of, dùm thầy nha. Được làm từ. Nhưng mà trong hôm nay thấy gì là gì? Được bao phủ. Ok. Nhớ câu này nha. Bởi vì thầy thấy là đề thi, theo yêu cầu đề thi trường mấy đứa là có một câu phrase verb là một câu cụm động từ. Cụm động từ là gì? Động từ cộng với giới từ. Thì đây cũng là dấu hiệu của cụm động từ nè. Đây một câu như vậy. Cho nên các bạn thấy này, bây giờ thầy cũng có ôn các bạn cụm động từ đó nha. Nên đừng có ôn không? Thầy nghĩ chắc không có đúng không? Cũng biết luôn. Chào mơ là tàu. Câu 19. If people, nếu mà mọi người sử dụng more energy, nếu mà mọi người sử dụng gì đây? Nhiều cái gì, năng lượng gì đó. Thì their negative impact là gì? Cái tác động tiêu của họ lên trên môi trường thì nó sẽ giảm, diminish. Nói rất nhiều lần rồi nha. Rồi thì nó sẽ giảm. Thì rõ ràng nếu mà con người sử dụng gì, năng lượng gì các bạn? À, tái tạo thì cái nào năng lượng tái tạo? Đó chính là câu B, renewable. Rồi, câu số 20. Câu này thầy viết thiếu các bạn. Cái câu 20, ba câu đầu tiên là đồng nghĩa, ba câu cuối cùng là trái nghĩa giúp thầy. Dạ. Tốc độ nha, không còn nhiều thời gian nữa. Lack of sleep là gì các bạn? Thiếu ngủ có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Chúng ta nên ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Dẫn đến thì cái nào dẫn đến? Dẫn đến là nó như nào? Câu A, prevent là gì? Ngăn chặn, có chọn không? Cause, được không? Để đó chúng ta có C, enhance. Rồi, quên nghĩa luôn, quay vô. Elevate là cái từ này là từ mới thầy bổ sung thêm. Nhưng mà enhance phải biết nghĩa chứ chưa? Enhance là từ này trong sách, một bữa cũng học rồi. Đồng nghĩa với improve là gì? Cải thiện hoặc là nâng cao. Từ này là từ vẫn rất cơ bản, tương tự chữ improve nha, phải biết chứ thầy. Hoặc là chữ Olivier nó mang nghĩa là làm giảm, làm dịu. Olivier của D đó, làm giảm, làm dịu. Rồi tiếp tục. Thì con này chọn thầy câu B các bạn ha. Rồi nhắc lại thầy một số cái ha. Little nó sẽ đồng nghĩa với cái này, bữa thầy nó rất nhiều đúng không? Little nó sẽ đồng nghĩa khó, đồng nghĩa với result gì? Result in và trái nghĩa với gì? Ok, vậy còn lại có 21, giảm. Thì đồng nghĩa với giảm là gì? Operate là gì? Có đồng nghĩa không? Inhabit. Biết nghĩa không? Is. Biết nghĩa không? Là gì? Cũng học đúng chưa? Làm giảm làm dịu luôn. Làm giảm làm dịu luôn. Thì ổn không? Có đi increase là gì? Tăng. Thì khi nào mới chọn có đi? Trái nghĩa. Rồi, inhabit. Các bạn biết inhabiting không? Inhabiting không? Thầy nói gì inhabiting chứ ta? Inhabiting nó y chang từ trailer thôi. Người dân thôi. Nhưng mà sự khác biệt giữa trailer và inhabiting nó chính là gì? Trailer thì nó phải như nào? Có nội dung phía trước. Được chưa? Hai từ này y chang nhau. Ok. Thì inhabiting là người dân. Vậy thầy có chữ inhabit là gì? Động từ. Thì nó là gì? Danh từ là người dân. Vậy động từ là gì?
ở. Được chứ? Rồi, thì câu này cô C is, nhắc lại is là gì? Đồng nghĩa từ gì mới học? Olivier nè. Được chưa? Bây giờ các bạn học những từ vựng này lớp 12 các bạn gặp lại đó. Cho nên giờ học trước đi. Rồi. Nhưng mà coi này dịch lại nha. Getting sufficient sleep. Cái việc mà ngủ như là đây thì nó sẽ giúp giảm căng thẳng. Thì các bạn dự đoán cái việc ngủ gì? Ngủ đủ giấc thì nhớ thầy sufficient là đủ đó. Ghi chú vào những cái từ này rất là cơ bản. Học đi, đề thi không có ra gọi những từ vựng chó, mèo, rồi car, tree, rồi motorbike gì đâu nha. Mà hả, gọi là bỏ lơ từ vựng, trời ơi, thầy không hiểu. Bằng một cái thế lực nào mà mấy đứa học thầy từ vựng một nuôi mà về nhà không có làm từ vựng. Ngưỡng mộ thiệt. Sufficient là đủ các bạn ha, cái việc ngủ đủ nó sẽ giúp gì đây? Giảm căng thẳng và nó sẽ giữ cho cái sự trao đổi chất. Được chứ các bạn, nhớ thầy metabolism đó chính là cái sự trao đổi chất. Học với thầy bởi vì ba unit có phần về sức khỏe nữa. Cái từ này là sự trao đổi chất. Rồi 22. Listening thì nó là một cái gì đây? Một cái phần quan trọng của mối quan hệ giữa bố mẹ con cái. Quan trọng thì cái nào là quan trọng quá. Special là gì? Đặc biệt có phải quan trọng không? Không, certain có biết nghĩa không? Không luôn. Helpless. Help là giúp đỡ, liệt là gì? Không vậy, helpless là gì? Là không giúp đỡ, trời ơi, nó chết luôn á. Là vô ích đó quý vị. Giúp đỡ là có ích, thì helpless là gì? Là vô ích đó. Có chọn không? Trời ơi, có một từ mà dự đoán nghĩa cũng được. Liệt là gì? Liệt là không đó mấy đứa. Thì còn là cô B, cô D. Certain là gì? Chắc chắn hoặc là nào đó. Có chọn không? Thì còn là có gì? Vital bữa thằng nói rồi mày đúng không? Chà vâng, quên hết luôn. Dở lắm nha. Ý thức rất là kém nha. Vital quan trọng. Câu 23. 23, 24, 25 đó chính là câu về trải nghiệm. Improve. Rồi improve là cải thiện. Tại trải nghiệm với cải thiện là gì? Câu affect là gì? Ảnh hưởng, recover, hồi phục, worsen. Phải biết cái từ này chứ trời. Worsen thì các bạn biết chữ war đúng không? Worse là gì? Worse là gì mấy đứa? Trời, không biết luôn á trời. Worse là tệ, cụ thể tệ gì? Tệ hơn vậy, worsen là gì? Thì nó là động từ thì mang nghĩa là gì? Làm tệ đi, làm tệ hơn, làm trầm trọng hơn. Rồi câu đây enhance là gì? Rồi thì câu này các bạn chọn gì? Câu gì? Câu này tìm từ trái nghĩa. Câu C đồng nghĩa chọn câu gì? Đồng nghĩa mới chọn câu A chứ. Rồi câu 24. Respect là gì đây? Thiệt. Trái nghĩa với tôn trọng là gì? Cũng vậy rồi nha. À, look down on. Look down on là gì các bạn? Đúng rồi. Look up to là gì? Respect á, nếu mà đồng nghĩa chọn thì câu B bởi vì look up to là gì các bạn? Tôn trọng, ngưỡng mộ ai đó, đúng không? Rồi, look forward to câu D là gì bạn? Look forward to là gì? Mong đợi. Còn look for là tìm kiếm thôi nha, còn look forward to là mong đợi. Rồi có 25, hire là gì mấy đó? Thuê. Thì cái nào mà trải nghiệm với thuê? Câu A, employ là gì? Tuyển dụng. Khi nào mới chọn? Đồng nghĩa. Borrow. Mượn phải thuê không? Có trái nghĩa gì không? Câu C, fire, lửa. Rồi recruit không biết nghĩa gì. Một là câu C, câu D thì bằng lùi đi. Sai, câu C, tôi. Trời là trời. Đó, chọn cái 50-50 không chọn sai nữa. Quý vị là quý vị. Các bạn nhớ là chữ fire nó sẽ đồng nghĩa với sack, đồng nghĩa với layoff. Nó sẽ mang nghĩa là sa thải. Học giùm thầy. Ba cái từ đang mang nghĩa là sa thải nha. Bởi vì cái từ hire, cái từ thuê nó xuất hiện trong bài đọc Unit 2. Có thể ra trong cái phần tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa. Đồng nghĩa thì dễ rồi, đồng nghĩa với employ. Nhưng mà trái nghĩa là phải, lỡ không ra chữ fire thì có thể ra trong hai từ này nha. Nếu mà ra như vậy thì câu này là câu cho những bạn khá giỏi. Được chưa? Rồi, còn recruit là từ đồng nghĩa các bạn ha. Recruit kiểu như là mình chiêu mộ, mình tuyển dụng luôn. Recruit là chiêu mộ. Rồi, nay được rồi, như vậy được rồi. Yeah.